Chào các bạn học sinh và các bậc phụ huynh thân mến. Hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 2 My Phonics Grade 2, bài tiếp theo, tổng hợp các bài tập trong chương trình học kỳ 1 để cho các bạn học sinh lớp 2 ôn thi học kỳ 1 nha. Rồi đây là cái set My Phonics. I learn My Phonics Grade 2. Rồi set My Phonics Grade 2 nha. Trong bài chúng ta sang bài số 6, trong video trước chúng ta đã làm bài tập từ Unit 1, Unit 2, Unit 3, 4, 5 và bài review rồi. Hôm nay chúng ta sang Unit 6, bài chữ R. R. Trong bài chữ R các bạn học từ rabbit là con thỏ. Con thỏ. Từ robot. Robot là người máy. Người máy. Robot, người máy. Rocket, tên lửa. Rocket là tên lửa. Rồi ring, cái nhẫn, cái vòng, cái nhẫn nha. Rồi các bạn đọc lại 4 từ trong bài số 6 nào. Rabbit, rabbit, robot, robot, rocket, rocket, ring, 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 rabbit, robot, rocket, ring, ring, rocket, robot, rabbit. Ok, bài đầu tiên exercise 1, choice and write, tức là đồ theo chữ R hoa và R thường nè. Rồi bạn này viết chữ thật là đẹp đây. Bài số 2, color the picture that begin with R sound. Tức khi các bạn nhìn thấy cái chữ color đây này là tô màu nhé. Còn khi nào các bạn nhìn thấy cái từ circle thì là khoanh tròn. Ok, bài này bài tô màu cho nên các bạn sẽ tô màu bức tranh mà có chữ R. Trong bài này các bạn nhớ các bạn học con thỏ là 1, con thỏ là rabbit. Các bạn học robot là 2. Robot là 2. Rồi các bạn học robot nè. Các bạn học cái nhẫn ring, các bạn học tên lửa rocket. Vậy thì các bạn sẽ tô màu 4 cái này. Rồi con thỏ nè. Con thỏ ăn cỏ uống nước chui vào hang. Con thỏ dễ thương quá trời quá đất luôn. Con thỏ rabbit. Rồi các bạn sẽ tô người máy nè. Cái màu nó hơi khó tô nhé, nó bị hư rồi. Và các bạn tô cái nhẫn kim cương đây này. Ui đẹp quá. I want a drink. Tôi muốn một cái nhẫn. Các bạn tô tên lửa này, rocket này. Tên lửa bay vào không gian, bay lên trời đây này. Đẹp quá ha. Rồi sau khi bạn tô xong rồi, chúng ta qua bài tiếp theo. Bài số 3 là bài nối nè. March. Rồi, what's this? Đây là con thỏ, tiếng Anh đọc là rabbit. Rabbit, vậy để tụi ta nối với từ này nhé. Người máy nè, người máy là robot. Robot, các bạn sẽ nối với từ này. Cái nhẫn là ring. Ring nhấn với từ này nè. Rocket là tên lửa bay đấy, lửa đằng sau này, tên lửa này. Vậy chúng ta sẽ nối với từ này nha. Rồi, chúng ta qua bài 4, Greek and Circle, đọc và khoanh tròn nè. Rồi, mời các bạn. Khi nào có từ circle là khoanh tròn. What's this? Cái gì đây? It's a ring. Cái nhẫn. Cái nhẫn. Cái nhẫn tiếng Anh là ring. Vậy chúng ta khoanh vào từ này. Còn rocket là tên lửa không khoanh nha. Câu tiếp theo nè. Con thỏ nè. Con thỏ tiếng Anh là gì? Con thỏ tiếng Anh là rabbit. Đúng không? Rabbit đó thì các bạn sẽ khoanh vào từ này giống y chang này. Con thỏ này. Rồi đây là tên lửa. Đúng không? Tên lửa. Tên lửa thì tiếng Anh là rocket các bạn ạ. Rocket thì các bạn sẽ khoanh từ này chứ không khoanh từ ring nhá. Khoanh từ này dễ thôi mà. Rồi chúng ta qua bài tiếp theo. Rồi đây, cái bài này mấy bạn sợ lắm luôn. Here is a robot. Chúng ta sẽ sắp xếp nó lại cho đúng, viết hoa đứng đầu câu. Here is a robot. Cái này trong sách có đó các bạn, coi người ta viết như nào nó viết theo. Sau đó chúng ta sắp xếp. Here là số 1, E là số 2, ở là số 3 và robot là số 4, đánh số vào. Rồi câu tiếp theo. Here is a rocket for a here is a rocket for Robby. Viết này nè. Here is a rocket. Đây là một tên lửa for Robby. Robby là tên riêng viết hoa. Robot Robby ấy. Đây là một tên lửa cho Robby. Vậy here là 1 nè. Here là 1, E là 2 này, R là 3 này,
Rocket là 4 này, for là 5 này, và ruby là 6 này. Rồi lại qua cái bài đáng sợ này, ờ hay ẩn. Cái này đọc là ờ nhá, cái này đọc là ẩn nhá, cái này đọc là ờ này, cái này đọc là ẩn này, và có nghĩa là một, một. Nha, chúng ta có bài chữ o, chúng ta xài ờ. Bài chữ o thì gồm có olive là xài ẩn, orange là xài ẩn, octopus là xài ẩn, và omelette là chúng ta xài ẩn. Nha, trong lớp 2 á thì chúng ta có bài chữ o là xài ẩn. Vậy đây này, olive chúng ta xài ẩn này đúng này, orange chúng ta xài ẩn này đúng này, còn lại chúng ta xài chữ ờ, 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 ờ. Nha, rồi chúng ta qua bài chữ missing. Bài số 6 là bài chữ s. 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 Rồi, bài số 6 chúng ta học chữ s. Chúng ta học sun mặt trời. Sun. Sun là mặt trời. Star. Star là ngôi sao. Snake. Snake là con rắn. Snake là con rắn. Seal là con hải cẩu. Con hải cẩu ở ngoài biển, chó biển á. Con hải cẩu, chó biển. Rồi chúng ta đọc nè. Sun, star, snake, seal. Sun, star, snake, seal. Sun, star, snake, seal. Rồi chúng ta cùng nhau làm bài 1. Đó là đồ và viết theo. Đây đồ theo, bạn này viết chữ đẹp thiệt luôn á ha. Đồ theo nè. Đó, chữ sờ hoa và sờ thường. Rồi chúng ta qua bài tiếp theo. Đó là circle the picture. Circle the picture that begin with the sound. Circle có nghĩa là gì? Circle có nghĩa là color chứ. Color có nghĩa tô màu nha. Tô màu. Tô màu các bạn. Rồi chúng ta có cái nào? Chữ sờ có 4 cái. Đó là mặt trời, ngôi sao, con hải cẩu và con rắn. Mặt trời là sun này, ngôi sao là star này, con rắn là snake, và con hải cẩu là seal. Con hải cẩu hay làm xiếc. Rồi chúng ta tô bốn cái này. Ông mặt trời ơi. Rồi, tô ông mặt trời. Cái thứ hai là các bạn tô ngôi sao nè. Ngôi sao nhé. Tô ngôi sao này. Ngôi sao. Tiếp theo các bạn tô con rắn đáng sợ. I'm very scared. Con rắn thật là đáng sợ đúng không? Con hải cẩu thì dễ thương, tức là cute, cute, cute. Các bạn hay đọc là cute. Cute, cute. Rồi, rất là đẹp. Beautiful picture, it does right. Again, read again. Sun, star, snake, seal. Sun, star, snake, seal. Rồi, chúng ta qua bài tiếp theo. Trang tiếp theo đó là bài nối, như thường lệ là bài nối. Bây giờ chúng ta có ông mặt trời là gì? Ông mặt trời là sun, sẽ nối xuống đây. Ngôi sao là star, sẽ nối đây. Con rắn là snake, sẽ nối đây. Seal là con hải cẩu, sẽ nối đây. Ok. Sun, star, snake, seal. Sun, star, snake, seal. Qua bài dưới là điền từ còn thiếu vào. Bây giờ bài này các bạn phải thuộc từ thôi. Star là chúng ta viết là star. Vậy nó thiếu chữ s và thiếu chữ a nhé. Con rắn là snake. Snake các bạn thiếu chữ s và chữ a luôn. Con hải cẩu là seal, vậy thiếu chữ s và chữ a. Mặt trời là sun, vậy thiếu chữ s và chữ n. Rồi qua bài tiếp theo. Khoanh tròn và từ đúng này. Khoanh tròn và từ đúng. Look at the sun hay là look at the star. Các bạn nhìn thấy đây là ngôi sao. Ngôi sao là star. Vậy thì chúng ta sẽ khoanh vòn vào đây. Đây là con rắn. Con rắn là snake. Cho nên trong hai từ này và từ này thì chúng ta khoanh vào từ này được chưa? Rồi con hải cẩu nè. Con hải cẩu là siêu hay là sun? Con hải cẩu là siêu. Ok. Cho nên chúng ta sẽ khoanh vào từ này. Chúng ta xuống bài số 6, rearrange by writing the number, là cái bài sắp xếp đó mà. Bây giờ chúng ta sẽ viết ra đây trước. Các bạn lấy bút chì, các bạn viết ra look at the sun. Cái nào viết hoa để đầu câu, chấm để cuối câu, hoặc chấm than, chấm họ để cuối câu. Look at the sun là hãy nhìn ông mặt trời. Hãy nhìn mặt trời. Hãy nhìn mặt trời. Hãy nhìn ông trời kìa. Vậy lúc chúng ta để số 1, khách để số 2, the số 3 và sân số 4 nhé.
Câu số 2 đó là in the morning today. In the morning. In the morning today. Vào buổi sáng hôm nay. Cái này dịch là vào buổi sáng hôm nay. Vào buổi sáng hôm nay. Vào buổi sáng hôm nay nè. Vậy in là số 1, the là số 2, morning là số 3 và today là số 4 nha. Rồi, bạn này khó quá, bạn này không làm được. Con rắn là ngôi sao vào buổi sáng hôm nay. Và chúng ta sẽ viết là the snake and the star in the morning. A in the morning today. Con rắn và ngôi sao đang vào buổi sáng hôm nay. Bây giờ có the là số 1 này. The snake là số 1. And là số 2. The star là số 3. A là số 4. In là số 5. The là số 6 và morning là số 7 và today là số 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, bài này hơi khó nha. Rồi, hết bài 6 rồi, chúng ta cùng nhau làm bài tập bài nâng cao bài tập bổ trợ của bài số 7. Bài số 7 các bạn học chữ t. 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 Trong bài chữ t các bạn học thứ nhất là cái cây là tree. Tree. Con hổ là tiger. 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 Con gì nữa? Cái lều là tent. 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 Rồi trà tea. Tea. Chúng ta cùng đọc này. Tree, tiger, tent, tea. Tree, tiger, tent, tea. Tree, tiger, tent, tea. Rồi chúng ta số 1 chúng ta sẽ viết chữ tờ hoa và tờ thường như thế này. Bài số 2 người ta bảo là circle. Circle là tôm, là khoanh nhé. Circle là khoanh. Khoanh những cái chữ hình mà bắt đầu với chữ tờ sao. Và chữ tờ này chúng ta có cái cây là tree. Chúng ta có cái lều là tent. Chúng ta có con hổ là tiger. Chúng ta có trà là tea. Vậy chúng ta sẽ khoanh vào tree là 1, tent là 2, tiger là 3 và tea là 4. Ok. Now, very easy. Rồi sang bài số 3 là bài nối match, nối hình với chữ. Bây giờ con hổ tiếng Anh là gì? What's this is a tiger. Tiger nối vào đây. Cái cây này what's this tree. Tree. T e e nối vào đây. Trà này tea. Tea nối vào đây. Và cái lều là tent nối vào đây. Ok. Rồi chúng ta xuống bài dưới là cái bài mà sắp xếp lại. Đây là cái cây các bạn nhớ viết là t r e e. Tree, t r e e. Rồi cái lều là tent, t e n t, tent. Con hổ là tiger, tiger, tiger và ấm trà là tea, tea, trà là tea, t e a. Rồi, qua bài tiếp theo là bài số 5. Bài số 5 là chúng ta brick and circle, tức là đọc vào khoanh tròn. What's this? What's this? Đây là cái gì các bạn? Đây là cái cây chúng ta khoanh đây. What's this? What's this? Star, star khoanh đây nha. Rồi, what's this? What's this? Ten, cái lều cho nên chúng ta khoanh đây. Đây là con thỏ là rabbit khoanh đây. Rocket là tên lửa, rabbit là con thỏ và chúng ta khoanh đây nha. Rồi, translation to Vietnamese, tức là dịch sang tiếng Việt. A tent under a tree, một cái lều ở dưới một cái cây. Một cái lều ở dưới một cái cây nha. A tent under a tree. A tiger is under a tent. A tiger is under a tent. Một con hổ ở dưới cái lều. There is a tiger under a tent under a tree. There is a tiger under a tent under a tree. Có một con hổ dưới cái lều dưới một cái cây. There is a tiger under a tent under a tree. Ok. Rồi chúng ta qua bài số 8. Bài số 8 là cái bài về chữ u. U. Trong đây các bạn học từ gì? Up. Up là đi lên.
Ugly là rất là xấu xí, vịt con xấu xí này, ugly duck. Rồi umbrella là cái dù, umbrella là cái dù. Under là bên dưới, ở dưới. Rồi chúng ta cùng đọc bài. Ugly, ugly, umbrella, 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 under, 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 up, ugly, umbrella, under, up, ugly, umbrella, under, nha. Rồi, chúng ta cùng viết chữ u hoa và u thường như thế này. Rồi chúng ta cùng nhau số bài 2. Color là tô màu. Tô màu nha. The picture mà bắt đầu với U sao này. Vậy chúng ta nhớ chúng ta có up là đi lên. Cái dù là umbrella là cái dù. Rồi con xấu xí là ugly. Và under là ở dưới. Under là chỉ con mèo ở dưới cái ghế này. Vậy chúng ta sẽ tô những cái hình này. Chúng ta sẽ tô những cái hình này nhé. Rồi cái dù này, mặt con vịt xấu xí ugly, tội nghiệp nữa đúng không? Rồi under là ở dưới này, chúng ta sẽ tô những cái hình này. Ok. Rồi chúng ta qua bài tiếp theo. Nối nè. March nối nhá. Cái dù là gì? What's this? Cái dù là umbrella. Yeah, cái dù là umbrella. Cái từ này hơi dài các bạn khó nhớ này. Chúng ta nối với câu này đúng không? Umbrella. Xấu xí là ugly. Ugly là xấu xí nối đây. Rồi under là ở dưới, bên dưới chúng ta sẽ nối đây. Và up đi lên, mũi tên đi lên nối đây. Rồi bài này là sắp xếp lại này, chúng ta có up này được chưa? Cái dù là umbrella ugly under. Ok rồi, Rick and Circle đọc vào con choan. What did? Mũi tên đi lên với cho nó khoan vào đây. Cái dù nè, cái dù là umbrella khoan vào đây. Rồi xấu xí chúng ta khoan vào ugly. Bài số 6, translate to Vietnamese. Dịch sang tiếng Việt. Is it up in an umbrella? Is it up in an umbrella có nghĩa là nó là mũi tên. Nó là mũi tên trong một cái dù. Trong một cái dù. Có một mũi tên trong một cái dù. Is it under a tree? Nó ở dưới cái cây. Nó ở dưới cái cây. Một cái cây nha. Nó ở dưới một cái cây. Rồi chúng ta qua bài review 2 là bài ôn tập số 2 để chúng ta thi học kỳ 1 đây. Review 2 các bạn ôn tập bài chữ R, S, T, U. Rồi chúng ta cùng ôn lại bài chữ R chúng ta có gì? Bài chữ R chúng ta có này. Bài chữ R nha. Bài chữ R chúng ta có rabbit đúng không các bạn? Rabbit. Rồi rocket, robot này. Rồi rocket này. Rồi drink này là bài chữ R. Sang bài chữ S các bạn có từ star này, snake, rồi sun này, rồi shoe này. Rồi sang bài chữ T các bạn có tree là cái cây, tent là cái lều, tiger là con hổ và tea là trà. Sang bài chữ U các bạn có up là đi lên, mũi tên đi lên. Các bạn có từ umbrella là một cái dù.
Các bạn có từ ugly là xấu xí và các bạn có từ under là bên dưới. Đó. Rồi đọc nè. Rabbit, robot, rocket, ring, star, snake, sun, seal, cheetah, tiger, tea, up, umbrella, ugly, under. Rồi cùng làm bài. Bài đầu tiên là bài nối. Đây là gì? What's this? Nó là một con thỏ. It's a rabbit. Nối đây. What's this? It's a tree. Okay, nối đây. What's this? It's a sun. Sun nối đây. What's this? Up. Nối đây. Okay, very easy. That's right. Exercise 2. Circle. Circle the word. The correct word. Xoay tròn từ đúng. Bây giờ các bạn nhìn hình, các bạn thấy nè. What's this? Rocket, tên lửa này các bạn. Tên lửa là rocket, cho nên chắc chắn con đây rồi. Cái lều là tent, cho nên chúng ta con ở đây. Ngôi sao là star, con ở đây. Cái dù là umbrella, umbrella, cho nên chúng ta sẽ khoan vào từ dài dòng này. Ok, rồi sang bài số 3, sắp xếp lại nè. What's this? Robot. Robot thì các bạn viết chữ R trước, chữ O, chữ B, chữ O, chữ T. Robot rất dễ đọc như viết, viết như đọc. Con rắn snake, S-N-A-K-E, snake, snake. Con hổ thì dễ rồi, tiger, tiger, tiger. Rồi con gì đây? Con vịt, con xấu, xấu xí là ugly, U-G-L-I, ugly. Rồi bây giờ bài dưới là bài điền chữ ơ hay ần. Cái này đọc là ơ, cái này đọc là ần nhá. Mà hai cái nghĩa là một. Các bạn nhớ bài chữ o ần. Ần xài bài chữ o. Chữ o, chữ u nha. Bài chữ o, chữ u chúng ta thêm vào. Ần olive, ần orange, ần oblate, ần octopus, ần under, ần up, ần gì? Ần gì nữa? Ần umbrella. An ugly duck chẳng hạn. Bây giờ vậy chúng ta sẽ điền này, và chữ o này xài ẩn đúng rồi, và under này xài ẩn đúng rồi. Còn lại chúng ta xài chữ a ờ thôi, chữ ờ viết là chữ a, đọc là ờ nha. Rồi sang bài số 5 là circle odd one out, một dạng bài hoàn toàn mới. Khi nào nhìn thấy cái chữ này là tìm từ khác loại, khoan chọn từ khác loại, khác loại, khác bài ha. Bây giờ chúng ta học trong lớp 2 thì chúng ta nghĩ là nó khác bài là được. Ring là bài chữ R, robot bài chữ R, rocket bài chữ R, trong khi sun là bài chữ S, chúng ta còn là sun thôi. Rồi tiger, umbrella, ugly up đều ba cái đều chữ U, trong khi đây chỉ bài chữ T vậy còn là tiger. Under, chiếu, s, under, khoan vào under thôi. Tree là bài chữ T, ten bài chữ T, tiger bài chữ T, trong khi star bài chữ S, khoan vào đây. Rồi chúng ta qua bài tiếp theo. Hơi bị dài đây. Rồi chúng ta có này, sắp xếp lại này bằng cách viết số. Bây giờ chúng ta sẽ viết câu này là here is a ring. Here is a ring thì đây là một cái nhẫn. Chúng ta sẽ viết here là số 1, e là số 2, a là số 3 và ring là số 4, được chưa? Câu B này, look at the seal này. Look look at the seal. Look at the seal. Look at the seal. Hãy nhìn con hải cẩu kìa. Vậy chúng ta để look là số 1, cut là số 2, the là số 3 và seal là số 4. A tan under a tree. A tan under a tree. Một cái lều dưới một cái cây. A tan số 1, số 2, số 2, số 3 là under, số 4 là số 5 là tree. A tan under a tree. Is he up in an umbrella? Is he up in an umbrella? Có một mũi tên ở trong cái dù, vậy chúng ta sẽ điền như thế này. Is là 1, e là 2, up là 3, in là 4, an là 5 và umbrella là số 6, đúng rồi. Câu số E, there is a tan, there is a tiger under a tan. There is a tiger, tức là có một con hổ. Under là bên dưới, a tan dưới một cái lều. Vậy là there là số 1, e là số 2, a là số 3, tiger là số 4, under là số 5, a là số 6 và tan là số 7. Câu tiếp theo, the snake in the sun today. The snake, the snake, e
In the sun today. Câu này có nghĩa là con rắn ở dưới ánh mặt trời ngày hôm nay. Con rắn là số 1. The snake 1, 2. Y là số 3. In là số 4. The là số 5. Sun là số 6. Và today là số 7. Rồi chúng ta xuống bài số 7. Translation to Vietnamese có nghĩa là chuyển sang tiếng Việt. Here is a rabbit. Đây là một con thỏ. À, đây là một con thỏ. À, đây là một con thỏ nha. Đây là một con thỏ. Đây là một con thỏ. Look at the sun. Hãy nhìn ông mặt trời. Hãy nhìn mặt trời. Hãy nhìn mặt trời. Câu số là there tyrant the tree có nghĩa là có một con hổ ở dưới cái cây. Có một con hổ ở dưới cái cây. Có một con hổ ở dưới cái cây. Rồi qua bài tiếp theo là bài tìm những cái từ này nè. Thì chúng ta có từ đầu từ snake này. Ông mặt trời là sun này. Cái cây là tree này. Cái dù là umbrella này. Cái lều là tent này. Xấu xí là ugly này. Con thỏ là rabbit này. Up là đi lên này. Chúng ta sẽ điền nhá. Rồi, từ đầu tiên chúng ta có đó là rocket này. Rocket. Một từ. Đúng không? Cái lều này, tent này. Tent. Umbrella này. Umbrella này. Sun này. Rồi, ugly này. Rồi, tree này, cái cây này. Rồi snake này. Rồi hết chưa? Rồi chúng ta tìm thêm. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. Còn thiếu một từ up nữa không? Upper. Up, up đây. Xong. 8 từ tất cả. Chết rồi, gãy rồi các bạn ơi. 8 từ tất cả. I love pink. I love pink. It is right. Rồi các bạn ôn tập của chúng ta đến đây là hết rồi. À, hết rồi. Chúc các bạn học thật tốt và đạt được kết quả cao nha. Goodbye. See you again.